Gì vậy? Vô đánh luôn hả? Ừ, một kít một chết hết. Ừ, xong luôn, xanh cỏ luôn rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT của mình. Thì trước tiên khi vào game, để mình nhích nhỏ lại cái. Trước tiên khi vào game thì mình xin thông báo với các bạn là trong thời gian này thì mình sẽ up video hơi nhiều, nên các bạn cố gắng bấm vào cái chữ đăng ký màu đỏ đỏ ở dưới cái video ha. Không thì bấm vào cái đường link ở dưới cái phần miêu tả dưới mình đã có ghi á, để theo dõi cái video của mình nha. Có nhiều video mới lắm. Clip mới sẽ được ra hàng ngày, hoặc có thể là một ngày ra hai hoặc là ba, có thể là hai ngày ra một tập nữa cũng không chừng. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký game này ha. Đó. Đầu tiên thì nếu mà ấy thì các bạn vào các bạn bấm ha. Bây giờ nè, đăng ký ở đây nè. Ở trên này thì các bạn bấm cái tài khoản. Đó. Tên đăng nhập của các bạn ở cả nhà thân yêu, đó, ví dụ vậy. Đó, ở dưới này các bạn bấm là đây là mật khẩu nha các bạn. Ví dụ là cả nhà. Ủa, để mình rút cái dây sạc làm cho nó máy nó lắc. Đó, ở dưới là mình sẽ lại tắt. Đó. Đó, cả nhà. Rồi ok, hoàn tất. Tiếp theo ở dưới này là bấm lại mật khẩu lần nữa nha. Cả nhà. Hoàn tất. Còn ở dưới này là cái mail nha các bạn, cái mail các bạn muốn đặt là cái gì thì đặt. Đó. Bấm là cả nhà. Thân yêu. Bấm tàu lao, miếng lao cũng được nha các bạn. Đó, xong là A còng. Ủa bậy rồi, đâu đây? Ngoài này nè. A còng. gmail.com. Rồi, vậy là các bạn có thể đăng nhập, đăng ký. Ủa. À, mật khẩu với 6 ký tự nha các bạn. Thêm số 1 vô đi. Rồi ok, ở dưới thêm số 1 luôn. Đó. Rồi chúng ta vào cái server mới nhất nha. Server mới nhất là 38. Nam hay nữ gì cũng được nha các bạn. Heo VKT. Đó, nhân vật không muốn đặt gì đặt nha. Ủa sao không được đi? À vào được rồi. Do cái game này free nhiều nên cái lượng người chơi nó hơi đông nha các bạn. Nó sẽ diễn ra một số cái tình huống như là quá tải này nọ. Đó. Do dạo này có nhiều bạn gửi link game cho mình á, một số cái game mà free nhiều á, nên mình sẽ không làm trải nghiệm cái game cho nó dài cho các bạn nha. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách đăng ký cũng như là cách nhận VIP, rồi nhận kim cương, đồ hoa vàng hay kim nguyên bảo rồi cho các bạn. Đó, cái ông bên này là Quang Vũ nè, mình nhìn là mình biết nè, Quang Vũ chắc luôn. Đó, mình đang để cho nó đánh nha các bạn. Mình cũng không muốn lướt qua làm gì. Này nè, mình đang quay vào buổi tối nên cái server nó hơi lắc đó. Chúng ta được là 100 triệu các bạn. Không cần hướng dẫn ha. Chưa nha, mình sẽ giới thiệu với hướng dẫn các bạn là lãnh quà nha các bạn. Đây các bạn nuốt cái bình này nè.
lên level ha. Lộn, bấm ở ngoài. Đó, 185. Điện thoại mình cũng hơi là cùi nên game nó hơi lắc, các bạn không cảm cho mình nha. Đó, bây giờ chúng ta đã lên level 185 rồi. Đó, các bạn có thể nhận thưởng này nọ hết ha. Đó, nhận thưởng nhiều lắm. Đó, múc ở dưới này nữa nè. Đó. Là mình tính ra nếu mà sơ sơ thì chắc nhận hết cái này các bạn cũng lên được 100 mấy chục ngàn á. Tới ông ta chắc không quá. Chắc 100 triệu mấy mấy trăm ngàn hay gì à. Không tới, không tới. Thôi các bạn tự ấy nha. Các bạn tự trải nghiệm cái này đi. Còn rương thì nằm trong này. Đó. Quay tướng thì nằm ngay chỗ đây. Quay 10 lần cũng không có bao nhiêu tiền hết các bạn. Rẻ thì nói là rẻ mạt luôn á. Rồi, điện thoại sắp hết pin luôn. Mình mới đi làm về á. Là chạy vô là quay video cho clip cho các bạn liền luôn nè. Đó. Rồi bấm nhanh quá lắc luôn à. Rồi sơ sơ như vậy mình vô mình ấy tướng cho các bạn xem thôi ha. Dàn trận ra. Chung chơi game này thì mình cũng mới chơi, mình nên không biết gì nhiều. Các bạn chơi trước thì thông cảm mình nha. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái game này thôi. Nó hợp gì quá trời. À hợp chọn tướng nè các bạn. Chọn mảnh tướng nè. Đó. Quá trời luôn, một nùi luôn. Tư chất 12 không nè các bạn. Đó. Ồ, tư chất 13 luôn hay gì vậy? Ngon vậy, ngon vậy. Nhìn mặt gian gian điểu điểu chắc là đắc kỹ quá. Nói chung là cái game này là các bạn chỉ việc là xách đít, xách quần và cầm cái điện thoại chơi thôi. Đó, nó phi tới 100 triệu kim cương, VIP 14. Đó, vô là nó cho luôn cái level 185 rồi, các bạn còn gì để nói nữa đâu. Mình không muốn đánh, mình bỏ qua đi. Đi ra đấu trường nè. Này quan công hay gì, nhìn đẹp quá. Này là đánh boss rồi, quay ra. Đấu trường nằm đâu ta? Này cũng không phải luôn. Này không phải luôn. À chắc là đấu trường này phải không? Phải luôn, không phải luôn. Nhìn đội hình đẹp quá. Gì vậy? Vô đánh luôn hả? Ừ, một kit một chết hết. Ừ, xong luôn, xanh cỏ luôn rồi. Thôi bây giờ quay xong rồi, bây giờ mình quay ra mình làm clip cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nha. Và đừng quên bấm vào cái quả chuông để nhận thông báo mới nhất về những cái video tiếp theo nha. Sẽ còn nhiều game full VIP, nhiều kim cương đó. Nhưng mà mình báo trước cho các bạn là game nào mà phi càng nhiều thì cái server nó có lượng chơi càng đông và nó dễ mau sập nha.
mình có thông báo trước các bạn là nó để sao mà mai chiều các bạn lại quay lại, các bạn nói mình ủa sao mà game gì chơi mấy bữa nó đai hết rồi, tiền nào của đó mà các bạn. Thôi bye bye các bạn, chào tạm biệt các bạn nha, điện thoại cũng hết pin rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube, hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.